lên thì cũng liên hệ được có mấy người à. Bây giờ chút xíu hai ông anh ổng qua ổng ghé ổng mấy em muốn về ăn uống rồi chút xíu sẽ đi tiếp. Có gì hay vui mình sẽ qua cái nhà mình xem nha. Đây ông anh, đó anh ở đây luôn á anh. À. Đó anh Vân. Giờ đây ngồi đúng không? Chút xíu đi. À, cảm ơn anh nhiều nha. Biết mày không? Cứ tới. Bên đây không gặp fan, hồi sáng thì gặp anh đi bán nước đá ở Vĩnh Long á. Lại cũng hỏi thì fan cũng vậy đó. Nói chung là đi xa. À anh Vân ơi. Dạ. Ổn mời anh. Đem cái bự nè, lấy cái nè. Em ăn lâu chưa? Em mới lên ngồi xíu là anh điện anh đó. Hai đứa tỏi nè. Anh Vương Tùng á. Bữa nào xuống với bắt cá của hả? Dạ, anh Vương, bữa nào xuống mấy em chơi. À, đây chú bên này, uống gì hả? À, cho chơi đất. Dạ. Đây anh Vương cũng trên này. Đây anh Việt ở bên quận 3. À, chào các bạn nha. Ở đây thì hôm nay thì cũng có anh em Sóc Trăng. Đại diện Sóc Trăng anh Thảo. Tiên mấy anh em gặp ha. Dạ khỏe anh ơi. Đây anh Việt, anh Việt bên quận 3. Dạ. Đây anh Vương, biết phải không? Em biết anh mà. À, Thảo nó đi đám bên phòng mát mà. Đi anh hai hay mẹ mà. Nghe nhiều quá, nhớ hết nổi rồi. Dạ. Nhiều anh em lúc đi đám mà mình không có cộng ly rồi mình không có ấn tượng gì mấy. Không đi đám chung bữa nay cũng đi luôn đi. Ở đây cử tỏi trong nhóm em. Ở đây thì anh Vương, anh Thảo Ma ở đây với bác này với anh anh Việt. Anh Việt giới thiệu anh cọp hả? Đây kêu bằng chú rồi. Chú cọp. Và từ nhà nó mới đây lên. Lên thì cũng gặp mấy ông anh trên này cũng khá là vui. Lên thì mấy anh em Thảo gì? Đúng không anh Thảo? Đi xuống chắc xuống anh ơi. Chiều qua công nhân ra ca kẹt quá. Đi lòng. Bữa đám con thì cũng ngon, cũng còn mắt lòng quá trời. Nay có show vậy không anh? Hồi mình lấy show mình đấy chứ show dạ. Bữa nay là em đi công chuyện ở dưới Vĩnh Long á, rồi sẵn rồi thôi kế bên này á lên mấy anh luôn. Chủ yếu là vậy. Đây lên đây thì anh Việt nè, rồi mấy anh rồi chứ có ai đâu, với mấy bạn em thì điện không có máy chắc về ở dưới Long An hết rồi. Mình kéo nhau làm chạy lon đi. Đúng về đi, xíu có phải ăn uống gì không? Anh nói rồi. Dạ. Yeah. Rồi ăn thì vô đó ăn luôn. Dạ dạ. Thì ở đây thì chương trình bữa nay thì chắc là mình làm lại ra chút xíu rồi tối qua bên anh Phương cho em có gì tối anh qua chơi luôn. 2 giờ mình chơi đi rồi chơi hơn. Dạ nay anh Thảo rảnh mà. Lâu chú lên à, không cản anh cũng phải gánh chứ. Dạ thì lúc anh chú thì mấy em cũng gán chứ có gì đâu. Chung là mình chắc chắn lâu lâu lên mà đồng hương. Dạ chắc chắn luôn á. Dạ anh em đồng hương à. Em thì Vĩnh Long. Anh làm cơ sở massage gần đây nè. Chỗ nào em? Điểm nào? Tính dưỡng anh. Tính dưỡng nhớ. Chắc không lẽ anh? Không lẽ anh? Tính nữa em qua giờ nay quá cái mà anh em. Về bán cơm bên quận 3. Ba chạy xe rồi. Không gì tình lắm. Đâu dám chạy xe đâu. Kêu mày chở. Không gì tình vậy á. Hai xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ lại chỗ YouTube Thanh Xuân 3 nha các bạn. Đây ở 320 Bình Đại trong Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B, Bình Tân các bạn. Đây anh Việt. Đó. Mấy anh em. Anh vô chơi chút xíu luôn hay là anh đi rước ở ngoài lại? Bây giờ mấy anh em vô các bạn ơi. Mấy em mình quay làm kỷ niệm nha. Này dẫn tôi tội thì đi chiến bữa.
Tao lấy cho mà vô mát. Ấy. Bé này là vợ của bạn tôi. Chết hồn á. Đây, giờ mấy anh em vô quán lấy gai trước. Dân giả nha các bạn ơi. Dân giả. Xin lỗi các bạn, máy tôi hết đi. Đây mình ghi hình cho mấy anh em làm kỷ niệm cho các bạn ơi. Cái lâu lâu lên có dịp lâu lâu anh em lên coi cũng cũng sau này gặp lại cái coi có ai già hơn không. Đây, đây thì mấy anh em trên đường Nam Anh Sài Gòn tiếp đón làm việc các bạn anh. Anh này tên gì? Anh Thảo. Tên Thảo. Anh Thảo luôn hả? Thảo luôn. Thảo, Thảo. Anh Thảo. Dạ. Đây anh Tỏi ở dưới quê em, Sóc Trăng. Đây anh Phương. Ở đây anh Việt. Quê với anh không á? Dạ. Ở đây chú thứ mấy? Chú thứ mấy? Thứ năm. Thứ năm. Chú năm đi. Em Tâm. Ok em. Dạ. Em đang ở quán chú cọp nghe về. Này có thằng em chú YouTube cái vô nó quay quán rồi đưa đồ lên cho quán xá bán rồi coi. À, nó đang quay nè, nó đang quay nè, anh tranh thủ về nha. Review quán. Rồi, về tranh thủ về cho em. Quán chưa giờ thấy nhân viên bán mà thấy ăn tiền rồi á. Tụi tội phải à. Bánh cháo bánh cục bây giờ ra lên ấy nha. Lửa là phải phải ra lửa nha. Rồi tên lửa phải ra lửa. Đó chứ cụ tỏi. Hồi trước anh em mới bà xã coi mấy là gia đình mình hầm đó nha. Cái đó là hầm đó. Gặp đầu. Gặp đầu rồi đó nha. Chào bạn nha. Nè, em lên Sài Gòn lên Bình Tân nhậu với anh em mình nha. Bữa nay thì mấy em cũng cảm ơn mấy anh em trên này cũng lên tiếp đón nồng nhiệt, bỏ thời gian ra để tiếp mấy em thì mấy em vui rồi đó. Bữa nay là bữa nay là hóa lệ chơi chứ thường là em không nhậu luôn đó nha. Không thiệt lên đây thì chó không được, em biết trước luôn á. Lâu lên gặp đồng hương là phải chơi cho tới bến luôn nha. bốn gầu luôn, đây dòng nhỏ, dòng đây dòng nhỏ nữa, dòng 88 hả? Em, đúng rồi. Trời, dòng đó, dòng nhỏ đó. Nhỏ đây dòng 88 đó. Em mô thình đó. Nãy em vô nói 36 tuổi rồi nhớ. Dạ, cháu mời chú à. Rồi, chúc mừng nha. Mặn ha. Dạ. Rồi, chúc mừng. 1, 2, 3, vô. 8 bằng 4 nè. 6 tháng rồi. Chưa biết mùi gì hay sao. Không vậy, em quay là ai uống uống chứ em muốn nước lá không à. Thiệt luôn á. Bỏ lâu bữa nay uống. Nhiều lúc buồn muốn nhậu lại mà nhậu không dám nhậu. Nãy giờ quay ngay á, đã nghe ngay bây giờ cũng bị treo kim bài bên chín luôn á. Anh Hai đang bị mỡ máu cao á mà tại vui anh Hai uống. Đâu có một thuốc à biết rồi. Trời. Mà em lên là phải chơi đó. Ủa sung sướng gì mấy em ơi. Đó, sung sướng gì đâu em. Bộ như bộ cờ cao vô như vậy. Em ở dưới giờ khỏe đó, Sài Gòn này là không thiệt, đúng rồi. Bây giờ thấy nhậu nhiều nó gì hết. Dạ. Sau khi bài miếng chiến rồi đó mà tại xong rồi. Coi nhau lên. Dạ dạ. Thì bởi vậy mấy đi ngoài đường xuống các bạn cho nên mới đem theo uống. mấy anh nhiệt tình như em cũng dứt luôn chứ biết sao vậy. Hỏi cứ tỏ 6 tháng rồi đó chưa xuống luôn. Số 1. Dạ. Gái đây có bộ một nắng không? Dạ có. Lấy bộ nắng đi. Lấy một phần. Dạ. Hai mà gặp em út anh nha, Dương hoặc là bạn mày là anh hai quý có là anh hai cũng đến. Treo kim bài chín kim bài miếng chín rồi ngay trước cửa luôn. Không nhậu luôn á bạn. Nhậu luôn á. Uống suối không? Không mà mình cũng vậy luôn. Lúc nào mình hạn chế đó. Bây giờ thức đêm rồi mình nhậu nữa là tổng. Mệt cho người. Còn nói chứ giờ gặp anh em vậy sao cũng nhậu được. Anh em nào muốn massage rồi cứ liên hệ với bạn này nha. Đây chủ massage. Đó. Đây được lên YouTube luôn nha.
đẹp mà. Đây hôm nay thì cũng rất là vui gặp lại anh Thảo với mấy anh em trên đây. Đó, toàn anh không ạ, mấy em bây giờ toàn anh lớn không ạ. À. Đây nói chung là đầy đủ hết. À, bữa nay còn thiếu anh Quang. Thiếu anh Quang. Anh Quang tốt chạy. Anh Quang kẹt ở dưới kia rồi, ngày mai á. Ngày mai. Quang ở xa rút rồi. Ổng thì đâu ở trên này nè, nhưng mà ổng đi dưới chơi. Đó, ngay ngã tư đó. 03, 569. 569 đó anh. 569 đó. 69 5 con các bạn. Đúng chưa? Dạ. 889. 9. Rồi đúng rồi đó. Bạn nháo qua mình chứ. Mình miền Tây đó cũng bạc cho 48 mấy. Sao 244. Mới trên này nó 24 này chứ. Vậy quá thân xin nhỏ trên ha. Lâu dữ lắm rồi mình mới gặp mấy ông anh, cho nên là hôm nay mình cũng phá giới xuống núi luôn mà chưa cạo đầu thôi đó. Để hôm nay mình chơi với ông anh bữa đó. Cả nhà mình đừng phân biệt nhé. Tại không có nhiều anh em với người lớn đâu này kia, người ta cũng mời đám tiệc, người ta mời mà không có uống được thì cũng nói chung là cũng thất lễ lắm. Mẹ nó nói nghe, con gái nó nghe khổ. Ở đây anh Việt hồi nãy kêu chú Năm chở rồi về phải không? Chú Năm mà vô 100 không hồi là mệt. Không, chú Năm hồi gặp giao thông lúc đâu mạnh, đâu mạnh hả? À? Chú gửi xe đi taxi rồi chú Năm ơi. Nếu mà theo như người ta giải thích là con gái là người tình kiếp trước, mà con gái là người tình mà nó phải mạnh hơn vợ chứ anh, vợ là con thôi chứ. Anh hai cũng vậy thôi. Có ghi hình ghi âm cũng nghe. Có gì đâu. Đâu có gì đâu. Không thiệt chứ anh hai, con gái nhỏ cái chuyện anh hai được chứ. Cứ gì hai đâu mà dám. Nhất là ông nội này. Có nóc mà. Gà gà vô cái gật đầu cái là chết cái đồng rồi. Vậy gì người ta nói là nói trước. Cường né. Có lẽ tao đậu lên đây, tao quẹo vô tên kỳ, tao đậu lên đây. Tao quẹo vô. Đùm bây giờ tao thấy nó thèm mà phái rồi. Đùm mấy người cho cái ba lò chặn đầu liền. Tôi bước xuống tôi đi không nổi luôn hả? Nó nói đùm ông xỉn cái này mà ông lái xe hả? Cái này là lập biên bản ông giam xe, giam bằng lái phạt 35 triệu. Đây là anh là anh Thảo Ma nè. Đùm ông hả? Tôi nghe tên ông mà tôi đâu có biết ông. Ông xỉn mà ông lái xe cái này hả? Thôi giờ ship hồ mỏi quá trời, ông gửi cho 5 triệu cho anh em tao uống một phê đi. Nhưng mà nghĩ sao mày biết anh mày có lấy 5 triệu, thôi để anh điện cho ông anh cái là, để anh điện cho ông anh cái là, nếu mà ông kêu đưa thì anh đưa cho em, ông điện đi. Đụng nó đòi anh bấm số đường số nó, hỏi nó biết số nào, nó nói không nó sẽ cái anh điện liền hỏi anh đang bị mấy lính lên nó bắt đưa máy nó gây cái dạ xếp dạ xếp rồi đụng mà không đéo có nữa, nó quê nó chạy luôn. Nếu mà bữa hôm mà xin 1 triệu 2 triệu chắc cái nhà cho à. 1 2 3 bữa nay thì cũng có đại diện ba Sóc Trăng với 1 2 Sài Gòn, 1 Vĩnh Long, 1 Hải Phòng. Nói chung là mấy anh em ở nhiều nơi, bữa nay cũng có duyên gom lại, coi như có duyên anh em, hy vọng vui là chính nha cả nhà. Hôm nay coi như là kỷ niệm. Chào nha, chào bà con nha, chào kênh YouTube của thằng em trai nha. Anh Bảo nhớ vô like nhiều nhiều nha. Anh Bảo Sóc Trăng nha cả nhà, anh Thắng Ma. Bình Tân. Dạ, ý là nói quê gốc á. Anh Thảo Ma là bên Bình Tân nha cả nhà. Chia sẻ cho mọi người ơi. Chia sẻ cho mày. Mạnh lên mọi người ơi. Đông mà bắt cô nói tên này, nói nghe ta thì bò một nắng các bạn ơi. Nãy giờ mới lên được mấy đầu tiên. Mới phơi luôn. Bò này mới phơi. Mới phơi luôn á. Thấy anh kia sao? Lên cái này tốt nha, mở cái coi. Phước không Phước à, em của anh Thảo à. Ông Phước là quê đây luôn cái gì? Dạ quê mất Cà Mau. Cà Mau hả? À. Hai anh em Cà Mau hết à, Cà Mau ở đâu? Ở tại thành phố không hay là Phú Tân hả? Phú Tân, Cà Mau dưới là 2 mấy cây tây đây. Bây giờ đi Quảng Lộ là đi ngang ngã năm đó. Đây ngã năm nè, năm chắc chắn đó. Còn hơi với này cái dịp vừa về đi ngang ghé
để cái chuột ở đây. Cái nào mình để cho mình sắp xếp về dưới mình đi bắt chuột mình đâu nướng tại bà đê. Bà đê rồi nấu luôn. Cái này cũng khoảng gần 10 ngày thấy bắt cá lóc nhiều quá. Đúng rồi. Con ba lớn lớn à. Phẩm là cái mùa đó là mùa tắc đìa. Tắc đìa cá mà cá đồng là 500-700 kg. Khi nào mà chú sạn tắc đìa là chú điện. Điện bắt đầu tụi anh kéo xuống dưới là mắc luôn không? Thì đồ luôn. Ok đó dễ rồi. Cá đồ luôn. Dạ, dạ. Vui. Dạ đúng rồi. Đồ cái quần luôn. Đồ cái quần luôn. 1, 2, 3, vô. Đâu thành nhớ lắm á. Mà vui. Anh đuổi giùm đi. Dạ, không đem thấy anh nhanh không? À, anh Việt thì cũng hẹn về hoài mà không có việc. Bữa nay là cũng như là biết cái trơn luôn nhưng mà cái bữa nay là mới gặp ngoài luôn đó. Không thiệt mà. Hôm nay là cũng tổ được hai lần. Hai lần. Anh thôi chúc mừng anh ơi. Chúc sức khỏe đi. Chúc sức khỏe. Nè, đây anh em đầy đủ. Bữa nay rất là vui thì anh em ở Sài Gòn cũng như là anh Thảo với mấy anh em bên anh Thảo, thì anh Thảo quê Sóc Trăng Đồng Hương các bạn. Chung lên mấy anh em tiếp nồng nhiệt với bên Sài Gòn có đại diện quận 3. chú Năm với anh Việt ở đây. Đây mấy anh em, ba anh em ở Cà Mau Phú Tân nha cả nhà. Hello. Rất là vui gặp mấy anh em vô luôn. Dưới đây xin giới thiệu đây có thầy ông nội đây luôn. Thôi kệ ai nói gì nói đi. Ông chào, ông chào khầy. Thầy bắt cái này phải ngồi cái liền luôn. Ở đây củ tổ đội mình, còn ông anh thì ở Hải Phòng. Hải Phòng. Ông củ tổ của Đồng Hương mà. Đúng rồi, đội mình, đội mình. Nói gì là biết rồi. Là anh củ tổ ai không biết. Vui là chính nha cả nhà ơi. Nói chung là lên bữa nay được kịp vui lắm. Đây anh Thảo cả nhà, anh Thảo ở Hải Phòng. Đây anh Thảo Ma thì bên Bình Tân á. Đó chào các bạn nha, anh mình ở Bình Tân nha bạn ơi. Nói chung anh em tiếp đón rất là nồng nhiệt. Đây đại diện Vĩnh Long, anh Phương. 64 83. Đây anh ở bên huyện nào? Hả? Anh ở bên huyện nào? Vũng Liêm em. Vũng Liêm. Đây là giám đốc của cơ sở massage nha bạn ơi. Phương. Chú bạn mình. Tập đoàn. Nào không có. Anh em nào mà nhậu xỉn muốn là thoải mái, muốn mát mẻ để sống hơi, rồi chăm sóc sức khỏe thôi. Chăm sóc sức khỏe có mấy em chân dài chăm sóc sức khỏe cho mau tỉnh nha. Tụi tội làm gì gãy gãy ta dữ vậy ta. Trong góc sức khỏe thuần túy. Sao thấy thấy sao khầy khầy năm. Cái này mình giỡn chơi thôi nha chứ chú cũng lớn tuổi mà vui nha chú ơi. Cái gì vậy? Chú đá tiền chú ơi. Mua mì xanh bánh. Hôm nay mình vô á. Vô cái đây. Vô. Anh em nhớ chia sẻ cho nhiều kinh của anh em trai nha. Nấu rất nhiều. Cả năm TV nha mọi người ơi. Cả năm TV nha mọi người ơi, nhớ chia sẻ nha. Này anh kêu mấy em út của anh là vô mà like anh kiếm rồi. Phương à. Phương hả? Anh Phương hả? Gặp nó là like thiệt nè. À dạ. Có rồi chưa? Không, 3 năm mới gặp. Chắc có nghe, chắc có rồi. Có thấy rồi. Chỉ mình phải bấm vô theo dõi nữa là lên là có liền. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy lên gặp anh Gáp cũng là tao nhìn hai mày nó thấy quen quá trời luôn. Trời ơi, này hoa anh Thứ. Sáng thì lên Vĩnh Long thì gặp anh kia ảnh bán nước đá. Nó thấy hàng này quen quen. Bên em bên kinh mình là quay về bên gì? Săn bắt ẩm thực. Săn bắt ẩm thực. Bắt chuột cá rồi này kia đó. Là cũng 5 năm rồi. Này phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Miền Tây phải không? Ừ. Đúng rồi, anh Thứ. Này là trên Facebook hay là gì? Facebook hay không? Còn bên YouTube nữa. TikTok cũng có luôn rồi đó. Nè đi. Bây giờ trình chỉnh cũng nhanh quay. Bây giờ nó làm nhiều lắm. Nó làm 15 năm rồi đó. Cho em cưng một cái đăng ký. Em đúng rồi, đúng rồi. Đây phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Mấy em mò cá. Đúng rồi, đúng rồi. Tự tập lại luôn Tân. Dạ. Vô thấp cận. Tự bấm luôn. Ê,
em anh Thảo với đó. Em của anh lên mà lên subscribe rồi lấy chắc lấy lúc vàng luôn đủ luôn. Lỡ cái bản thôi nhưng mà hôm nay là mới gặp thôi. Nói chung là cũng cơ duyên không à. Cũng đi đám thường gặp thường mà. Nhưng mà cũng cơ duyên không à. Bữa nay gặp em rồi mấy anh Thảo đều qua giao lưu luôn mà mới mốt là anh em bán kết. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Đăng ký đúng rồi đăng ký chưa? Dạ dạ. Được chưa? Đăng ký được chưa? Đó là mình ủng hộ đó, mình xem. Đúng rồi, đăng ký và bấm cái chuông, chọn thông báo tất cả khi có clip mới là nó lên. Thôi dịp thì đi về với anh Thảo mấy anh em về chơi. Không, mới nốt rồi lên em đem có 10 cái chuông thôi, đừng ăn nhiều. Ở đây anh với Thảo không để nếu mà có dịp nào á mấy em mà có bắt chuột được nhiều á rộng lại á thì có lên được thì nói chung là tới đó còn bỏ máy mấy em lên được mấy em gửi ha. Thôi vậy thôi em ơi vậy thôi vậy thôi nói vậy thôi chứ ăn một hai ba vô trời ơi ba đó nói vậy chứ ba cái đó ngoài đồng nhóc tôi tỏi hả vô hai ba vô gì chứ ba đó ngoài đồng nhóc chơi ngầm gì. Lúc trước là anh Tân nó gửi cho tôi một ký khô cà kèo. Kèo nhỏ xíu à. Khô rồi nha mà nó bị lớn vậy nè. Không đợt đó là có đợt đó là chứ không có còn cái đợt nào nữa. Cà kèo mà khô mà không dài không. Không em hứa gửi ông cho anh mà mùa này hết trơn rồi. Hết mùa cá rồi. Cá đồng không anh? Còn mấy clip kia còn 2 ký hay mấy nữa mà em còn chưa lên được. Vậy lắm. Mấy bạn dùng món này thứ bạn. Từ dưới lúc rồi không có đồng mà có này nó yêu quái rồi mình gì nó trời. Tại vì đề của người ta. Đề lâu năm. Dưới cá đồng. Cá đồng cá nghĩ đi cá nó bắt được cả 100 ký không nữa. Cá đồng, cá lóc không nghe đừng tính mấy cá khác nha. Cá ruộng á. Cá sặc á, cá sặc bắt lần nhầm lúc một đề là cả 200 ký cá sặc á. Nó nóng chết với lúa. Có muốn tắt đè đồ em điện là bắt đầu tụi anh về. Ok ok. Trời ơi nói gì mấy đó. Ông cứ ăn cái này là không được nha. Cầm cái cần nó ghê là ghê lắm đúng không? Không đi luôn. Đúng đúng rồi. Đi trải nghiệm chơi cho biết. Vừa mà chứ giờ. Thích đồng quê. Nướng đấm ớt. Nướng đấm ớt cũng chịu. Cái đó là thầy luôn các bạn. Còn thủ Sài Gòn ha. Thường là hay cuốn đông ăn rồi tao không biết. Đồng Tháp cũng đi rồi. Cần Thủ á. Đi làm hết á. Cần Thủ Bánh Kè cũng đi luôn. Vậy là Cần Thủ cũng đi luôn. Anh Hoàng khớp lắm. Hoàng khoái câu cá lắm. Đi ra rê lóc không ạ. Hồi đó anh Hoàng ảnh khoái câu cá. Anh mới biết kênh mấy em. À chú đi. Anh mới về chơi đó. Anh về đó chắc trên trục quận rồi. Tùy theo qua cái dũng nước. Đó. Dòm theo nước mà đó nó ục á. Dòm theo nước ục kia mà cá mà làm ổ á. Dòm theo cái. Cái lục bình hay là cỏ gì đó cũng nhích nhích mà thấy nó cũng nhích nhích bính một đường bỏ đường thứ hai là phải lấy bính một đường thôi đường thứ hai lấy mà bính thêm năm đường nữa là bỏ luôn không bính nữa thì nó mày bỏ không phải thì cá đó đó nó nhát rồi bị người ta chụp rồi hết rồi chụp một lần có chút rưỡi á rồi nó nhát. Này gặp cao thủ rồi. Trời ơi tôi đi. Nói 31 ngày đúng 31 ngày. 32 ngày đi 62 ăn đi đúng theo. Đi suốt luôn mà ngày nào cũng đi hết ngày nào. Đi một mình đó mà. Cứ chạy xe đi mình vậy đó. Quay video với là bọn nó đi một mình. Không thể. Cứ đi mình đó mà. Về về cái hẻm cũng vậy à, về cái hẻm sớm cũng vậy. Chú Năm tôi nói đi, tới khúc đó còn cắt bỏ. Trở lại đi. Đó hỏi Nhật Cùi coi. Anh Nhật Cùi á. Nó nói coi. Nè. Đi đâu hả? Lúc nào về phía cái quán bar của nó đó. Nào về là nhậu rồi rồi về là trong là phía không á. 2-3 giờ sáng không về là lúc nào 2-3 giờ sáng. Có bữa thì cũng được chục con. Có bữa thì có 3 con. Bữa 2 con. Bữa 1 con. Hên xui. Để cái đó giải trí mà. Bữa nào hên là không có con nào luôn. Đó cũng có. Cũng có. Không mà thường thường sát cá là hiếm cái chuyện. Đúng rồi. Có lắm em. Chắc ăn. Ít nhất là phải có. Bây giờ không phải. Bây giờ mình biết cái lượng cá nó ở đó. Biết nó ở đâu đâu. Nó ụt sao. Nó làm ổ sao mình biết. Không có chật được. Nói rồi cái đó là thầy cá rồi. Ờ không có chật được. Đi vô anh thấy cái dũng anh dòm dòm anh đâu biết đâu. Vậy là nãy anh Thảo lộn rồi.
Đây là phải cá nhưng mà ông khai ông ngồi. Vô lại đây. Chung là đại diện mấy anh em này cảm ơn anh rất là nhiều với mấy anh em này, vậy là quá vui rồi đó. Đấy. Chưa, câu đắt lát giờ anh biết là đắt lát hả? Bộ đúng rồi, mấy ký đắt lát luôn. Dạ. Chưa đăng về bước cuối nghe nói xuống lên Sài Gòn hai đón chú đắt xuống rồi. Chị ơi, thằng em đưa đi mình nói ra anh có đốc rồi, nó để ra đón cho. Thì anh cũng kêu đón, anh cũng là đón, rồi em nói thôi bây giờ em quyết định là em như lại cái bến đó rồi xong rồi mình mới tính được. Lúc anh điện cho anh á là anh đang tắm. Nhưng mà sao tắm mà đi gọi tới hình sữa bạn rồi tôi đâu có nghe. Chết luôn, hàng ghi ấm không cho thấy cái dưới, hàng ghi ấm quay khúc trên kìa. Lúc anh đang tắm á là anh đâu có nghe máy em gọi. Vô đòi mà gọi cho em khúc sau mới gọi. Khúc đó là em đang nghe mấy ông anh nói chuyện nè, rồi cái nó không có lên cái cuộc gọi á, rồi em thấy hai cuộc gọi nhỏ rồi mới điện lại. Luôn mà nói em á, nhiều khi á mình hứa ra mà không ra, thằng Phúc nó là giờ tám anh đó là hứa ra phải ra, nhưng sợ là nắng quay độ không gọi cho em có mà. Anh nói nó, nói anh nghe mà, nói đây các bạn thương không, đúng không? Đấy, chính chắc anh thương rồi, anh thương, đúng rồi, anh nói anh thương, đúng, lát em vô đồng hành, đúng luôn bảo. Dạ, em lượm luôn. Bà ơi vậy, tụi nó biết rồi. Chết luôn, chết đi. Giờ nam nói chuyện dễ nó vậy. Bây giờ đang xin kết thúc clip tại đây, buổi tiệc giao lưu. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều clip mới của kênh Nhâm TV nha. Bữa nay gặp mấy anh ở trên Bình Tân rất là vui. Đó. Giờ mấy anh em vô nha. Vô. Vô cái là kết thúc clip đi. Mở. Vô. Anh em nhớ ủng hộ kênh Nhâm TV nha. Mọi người ơi. Okay. Quán luôn anh. Đây là ông anh Trương Nga là ông anh kết nghĩa của mình, cũng là chủ quán Xuân Thắng. Ở đường dành lại trong địa chỉ Quán Thanh Sơn. Địa chỉ mấy anh à? 320. 320. Dành lại trong. Anh em ở Bình Tân cứ tới quán này ủng hộ ông anh của tôi. Quán này cũng là quán của tôi. Anh em tôi hợp tác. Rồi anh em cứ ghé để ủng hộ. Hy vọng ở nhà mình nhớ ủng hộ cho hai ông anh làm ăn phát đạt nha. Rồi. Cảm ơn. Anh nhớ mà anh không phải là quán này. Ok. Rồi bạn với bạn này mấy mối sinh nhật đãi đây là cảm ơn. Tôi đãi đã ba lần rồi đó. Ba lần hả? Trước mặt đãi đây hoài à. Nhưng mà không phải vậy đó. Chừng nào đãi nữa bảo lại với tôi chút nữa. Hệ thống có sao mình tin lửa. Quên kia đãi lại. Nếu em mà đãi đây anh sẽ kiểm trợ em. 3 9 7 cái cát với 311 tên lửa. Cái chỗ Bắc Quy đường 44. Mẹ đây thì có bán những cái món đây hải sản đầy đủ cho các bạn ơi. Nhưng mà em mở nhiều ăn luôn không? Đây cũng có nhiều các bạn. Trong đây thì có phòng hát với nhau luôn nha các bạn. Đúng rồi. Cái tay vô tình. Bố anh phải vô bác ủng hộ là cái. Đây là bóng đá luôn nha các bạn ơi. Ở đây là người ta phát trực tiếp bóng đá luôn. Đó, màn hình cái chăm mình đó. Ở đây có các phòng karaoke luôn các bạn. Những cái phòng kêu bằng là nói chung là nhiều cấp khác nhau này, ruby, gold, diamond, kim cương đầy đủ hết nha các bạn. Ở đây nói chung là có rượu tây đầy đủ hết, thì cả nhà mình ai ủng hộ cho mấy ông anh ở đây nha. Anh Thảo với anh gì? Anh Thanh Sương. Anh Thanh Sương. Với tôi Bình Dân. Anh đường nhìn đây em. Đường nhìn đây. Trong quá. Cái nhà thằng bao lâu em? Trong này có rồi. Điều quán rất là rộng. Đây là đãi sinh nhật thoải mái nghe mấy bạn ơi. Ngoài nhận đãi sinh nhật. Tới đây đãi các bạn ok. Học mặt anh bạn có nghĩ rồi. Giá cả thì bình dân. Ở đây là món dê đúng không?
Nói chung là thôi, nói chung là đặc biệt là muốn về, nhưng mà khách có nhu cầu muốn gì mình phải làm theo đúng là nhu cầu. Muốn dê là dê, mà muốn thịt khác là thịt khác. Nói chung là dê. Nói chung là nhiều khách lắm. Ở nhà, đã chưa thấy dê luôn mà dạ. Ông dê nó cái đùi dê đã đó, nguyên cái đùi dê đó bạn nhỉ. Đây là có karaoke, okay, đầy đủ hết nha các bạn ơi. Đây có phòng hát với nhau luôn nha. Ai có sùng hát với nhau là vô là hát luôn nha. Đó, rất là rộng ở đây là đã cầu sinh nhật cầu rồi, là rất là ok. Dạ. Mấy bạn già đó nha, củ tỏi nha. Củ tỏi. Mấy ông ăn nước hiệp cho tôi nha. Anh em vui là chết nha các bạn ơi. Anh em nhớ ủng hộ kênh Ngắn Anh TV của anh em thôi nha. Cho cái like đi. Cho cái like. Subscribe rồi. Đây là mấy anh em có duyên mới đến được với nhau. Không ai biết ai hết, nhưng mà cuối cùng cũng ngồi chung cái bàn đụng cái ly. Rồi nói chuyện nói chung là vui vẻ là quá quá quý rồi. Anh chúc quán anh mà đông khách là mang khách đạt nha. Cảm ơn em. Dạ em. Vui vẻ tìm mọi người nghe bệnh. Dạ. Đây là thế em. Mai em về thôi mà.